Rồi, đề bài nè. 2x bình cộng 2m trừ 1 cộng m trừ 1 bằng bằng 0. Tìm m chấm hỏi. Để phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn 3x1 trừ 4x2 bằng 11. Được chưa? Rồi, thì thứ nhất các bạn phải nhìn vào đề bài, nó kêu tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt trước. Vậy các bạn phải chứng thực được rằng nó có hai nghiệm phân biệt nha mọi người. Hai nghiệm phân biệt. Thì thứ nhất các bạn phải xác định A nè, B nè và C. A bằng 2, B bằng 2m trừ 1 và C bằng m trừ 1. Được chưa? Sau đó ở đây các bạn thấy có dính m không ạ? M là tham số nha các bạn, tham số. Thì các bạn nhớ nếu tính được delta phẩy thì các bạn cố gắng tập trung vào delta phẩy, còn không thì các bạn phải giải delta. B bình trừ 4 lần A, AC bằng B nè, 2m trừ 1 tất cả bình trừ 4 nhân A là 2 nhân C. Được chưa? Bằng, thì đây là hằng đẳng thức nè, A nè trừ B tất cả bình thì bằng A bình nè trừ 2 nhân A nè nhân B cộng B bình. Đây ra là trừ 8, phân phối vào ra trừ 8m cộng cho 8. Rồi, các bạn rút gọn nha các mọi người, rút gọn nè. Thì các bạn nhìn vào đây, 2m tất cả bình là không có tính nha, là để im. Và thằng này với thằng này ra được bao nhiêu à? Ra được 10, mười mấy à? 10, 10, 12. Ra được là trừ 12m. Đây với đây ra được là cộng chỉnh. Được chưa? Đó. Vậy bắt đầu các bạn khai triển tiếp nè, 2m a bình nè, các bạn chỗ này từ bước này xuống bước này các bạn nhớ xem giúp là lớn hơn 10 lần, xem để hiểu cái kỹ năng nha các bạn. Đề bài là 2m trừ 1x mà là ok, đúng rồi, là thiếu cái chữ x nha các bạn. Đúng rồi, cảm ơn bạn bạn nha. Rồi, tiếp tục nè, từ bước này xuống bước này các bạn cố gắng mấy bạn xem giúp lỡ 10 lần nha các bạn. Cố gắng xem giúp lỡ 10 lần nha. Đó, để không là các bạn không có kỹ năng nha. Rồi, tiếp tục nè, đây A bình nè, trừ nè, 2 nhân A, nhân A nha, nhân A nè, là 2m. Đúng không ạ? Rồi, muốn biết B bao nhiêu thì lấy thằng này, chia thằng này. Vậy là 12m chia thằng này có phải là 4m không ạ? Rút, rút, 12 chia 4 được, được 3. Vậy B của mình là 3. Thì theo hằng đẳng thức phải cộng cho B bình. Còn coi biết còn dư bao nhiêu, lấy thằng này trừ thằng này, chứng trừ chứng ra ra không khỏi ghi. Vậy từ đây tới đây là hằng đẳng thức A trừ B tất cả bình. Và các bạn nhớ kiến thức đó là A bình luôn luôn lớn hơn bằng bằng 0. Nhưng đề bài kêu gì à? M, tìm M để phương trình có hai nghiệm phân biệt. Vậy muốn thằng này lớn hơn không nè, hai nghiệm phân biệt này phải lớn hơn không, thì các bạn ghi phương trình có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi delta lớn hơn không. Mà delta thằng này bình phương luôn luôn lớn hơn bằng không rồi, vậy muốn nó lớn hơn không khi thằng này nó khác số 0. Vậy tương đương m chuyển với đổi dấu nhân chia cộng trừ nha các bạn. Nhớ chuyển với đổi dấu nhân chia cộng cộng trừ. Khi các bạn đã xác định thằng này xong rồi đúng không ạ? Rồi, tới cái biểu thức này nè, quan trọng cái biểu thức này là các bạn cần phải có kỹ năng nha các bạn. Cần có kỹ năng nha. Rồi, bắt đầu các bạn viết lại cái biểu thức đó để các bạn nhìn nè. Đây là biểu thức không có tính chất đối xứng. Ý là sao ạ? Nếu ta thay x1 bằng x2 cũng như là thay x2 bằng x1 thì cái biểu thức nó bị thay đổi nha các bạn. Nó bị thay đổi nên nó không có gì, nó không có đối xứng. Thì các bạn nhớ khi gặp bài này, nếu bạn không biết làm thì các bạn cũng ghi cái hệ thức VS ra cho người ta để người ta cho điểm nha các bạn. Ví VS thì bằng x1 cộng x2 bằng trừ b chia a. Đây, trừ b chia a nè. Thì ở đây các bạn nhìn kỹ vào trừ, thôi mình làm chậm đi ạ. Trừ 2m trừ 1 chia cho 2. Tiếp tục B nè. Đó là P là bằng C x1 nhân x2 là
Em tưởng M khác. À đúng rồi, khác nha các bạn, xin lỗi. Ở đây là đâu rồi? Khác nha, đúng rồi, xin lỗi các bạn nha. Là bị sai nha, đúng rồi là khác, đúng rồi, xin lỗi. Bởi lỡ nói rồi các bạn cố gắng, mấy bạn phải tập trung nha. Lỡ nhiều lúc lỡ nói một đằng lỡ viết một nẻo đó, các bạn cố gắng mấy bạn tập trung giúp lỡ nha. Các bạn cố gắng tập trung giúp lỡ. Cố gắng chỉ lỡ cái chỗ nào là sai là các bạn chỉ liền nha. Đó, các bạn cố gắng nha. Là C chia chị à, nói một đằng ghi một nẻo đó các bạn thông cảm nha. Rồi, C đâu ạ? C đâu ạ? C đâu? C đây chia chia a, vậy là m trừ 1 chia chia 2. Được chưa ạ? Được chưa ạ? Rồi, tiếp tục nè các bạn nha. Để giải biểu thức này. Do cái biểu thức này không có tính chất đối xứng nên các bạn phải ứng dụng hai thằng này vào đây. Được chưa? Ứng dụng hai thằng này vào trong cái biểu thức này. Ổn chưa? Thì các bạn nhìn kỹ nè. Các bạn nhìn kỹ nha. Nếu ở đây các bạn không có kỹ năng là các bạn giải từ bước này là các bạn phải rèn nha các bạn. Rồi, thì theo đề bài là có. Theo đề bài ta có. Đây, x1 cộng x2 có phải bằng là trừ 2m trừ 1 tất cả chia 2 mà. Và ở đây 3x1 trừ 4x2 bằng 11. Đúng không ạ? Vậy ta đã quay về cái gì à? Quay về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có chứa tham số m. Thì các bạn dùng một, các bạn dùng phương pháp thế, hai các bạn dùng phương pháp cộng đại số. Thì ở đây các mình dùng cái phương pháp nào là quyền quyết định của các bạn nha. Thì bước đầu tiên là sẽ cho thằng này nó mất số 2 ở dưới đây đi à, nhân 2 hai vế cho nó mất số 2 đi để cho nó đẹp nha. Vậy nhân 2 hai vế. Trừ đổi dấu luôn ra 2m cộng 1. Sau đó mình dùng phương pháp cộng đại số nha các bạn. Cộng đại số thì các bạn là sẽ muốn mất thằng x2 nè. Đúng rồi. Thì các bạn tìm bội chung của 2 và 4. Bội chung của 2 và 4 chính là 4. Vậy lấy 4 chia 2 đây nhân nhân 2. Lấy 4 chia 4 đây nhân nhân 1. Và các bạn kiểm tra hai thằng này nó trái dấu nhau nên khi chúng mình cộng lại á nó sẽ bằng 0. Được chưa? Còn nếu hai này cùng dấu thì trong hai thằng này các bạn phải nhân thêm một số có dấu trừ nha các bạn. Đây là kỹ năng nha, chứ không phải là cái cách gọi là kỹ năng của Lợi thôi. Còn nhiều cô người ta sẽ vẫn cộng như vậy, sau đó người ta lấy trên chữ trừ dưới là quyền quyết định của cô mình nha. Rồi, cũng là gia như nhau thôi. Rồi vậy mình trên nhân 2 ra 4x1 nè cộng 4x2 bằng phân phối vào vậy là trừ 4m cộng 2. Ở đây ra 3 lần x1 trừ 4 lần x2 bằng 11. Được chưa? Sau đó các bạn lấy trên cộng cộng dưới đi à, lấy trên cộng dưới với trái cộng với trái với phải cộng với phải, vậy mình tương đương ra đây với đây mất nè. Vậy đây với đây ra ra 7 nha các bạn. 7x1 bằng rồi cộng 2 này lại ra trừ 4m cộng 10 13. Vậy và các bạn viết lại một trong hai cái phương trình này hoặc viết một trong hai cái phương trình này là sẽ viết cái phương trình nào ạ? Là sẽ viết cái phương trình này bởi vì nó nhỏ. Đó. Đó, được chưa? Rồi, tiếp tục các bạn muốn tìm x1 thì bằng bao nhiêu ạ? X1 thì các bạn chuyển qua đây vậy là x1 bằng trừ 4m cộng 13 phần 7. Có x1 chưa? Và các bạn thế vào đây các bạn sẽ tìm được x, x2 theo tham số m. Khi có x1, x2, từ hồi nãy giờ cái gì mà các bạn chưa dùng à? Cái chỗ này nè các bạn, được chưa? Đó, và các bạn thay x1, x2 vào đây. Và các bạn giải tìm ra m nha các bạn. Được chưa? Còn những cái còn lại chỉ là cái kỹ năng thôi các bạn, nên các bạn đừng có thắc mắc nha. Chỉ là kỹ năng thôi nha, các bạn tự rèn nha. Ok nha các bạn.